Hello anh em nhá, một sản phẩm của bà khách này, bốn chân tiện này, đã được tiện rất đẹp luôn. Đấy, làm vintage chân tiện, đây là bốn chân tiện cao 50 phân đây bác ạ. Đấy, tiện này, bốn cái đế bắt vào đây là xong. Đấy, thế là vặn vào. Đấy, bốn chân tiện của bác em đang để rơi đã, để vận chuyển cho dễ bác nhá. Em chưa lắp vào. Đấy, con mạch bảng mạch cao cấp này. Rồi đây, bộ khung sườn để làm cho bác đây, hai loa hai bên là có như đây, hai thùng loa bên trên là làm ngăn, ở dưới là ngăn CD. Đấy, làm màu vintage cho bác theo yêu cầu, đúng màu vintage như một con V7 đầu kia. Đấy, thì bây giờ em sẽ lắp ghép vào cho bác này. Máy móc CNC đã cắt cái thùng này cho bác cực đẹp rồi. Sơn phủ bóng, hai loa đằng trước như một con mắt người luôn. Đấy là các bác nhìn tưởng tượng như một cái mắt cười đúng không ạ? Đấy, làm đúng mục đích là mắt cười. Đấy, mục đích của em là làm mắt cười, em vẽ theo kiểu mắt cười đấy. Hai cái loa hai bên thì em sẽ lắp cho bác đây. Loa thì miễn chê luôn bác này, toàn giải này. Đấy, tiền nào của đấy thôi, cứ thế là cho vào. Đây, ok bác nhá. Đấy, chuẩn chỉ cho bác này. Bác khách Hoàng Mai chuẩn bị sáng mai là bác có thể ôm về được luôn. Em đang thi công nốt cái phần kỹ thuật để lắp vào đây cho bác, còn vỏ việc CNC hoàn chỉnh hoàn hảo rồi. Rất hoàn hảo rồi bác ạ, không còn chê được vào đâu nữa. Còn đây là cái vỏ Toyota. Đây, tối nay cũng hoàn thiện cho bác luôn. Đấy, hai đèn Toyota, hai đèn cho bác đây. Đặt vào đây là xong phim. Đấy, máy CNC mà làm mà cắt theo bản vẽ thì không phải chuẩn chỉ từng mm. Em chỉ làm tập trung tối nay làm khâu kỹ thuật cho xong. Đây, bác chờ clip test nhá. Làm nốt cho xong.